Aquacelin, lăn lách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Xin chào các bạn, hôm nay Fresh TV Review Phim sẽ tiếp tục review tập 11 của bộ phim Bench House phần 2. Ở tập trước, Logan Lee gặp lại mẹ Seoa. Anh xin lỗi người mình yêu vì đã không thể nhận ra cô sớm hơn. Mẹ Seoa bật khóc vì không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Mặt khác, Sudante ngủ thức dậy thì phát hiện Seo Jin biến mất. Suk Yeon đã giúp cô che đậy, nói rằng cô đến phòng tập để chuẩn bị bài vở. Vừa quay đi thì liền nhắn báo với Seo Jin rằng 2 tiếng nữa cô phải về nhà ngay. Thuộc hạ của Sudante cho biết việc Ayo gặp gỡ nói chuyện với Logan Lee. Sudante giờ mới biết Logan Lee đã về Hàn Quốc. Mẹ Seoa thông minh liền chủ động gọi cho Sudante hỏi hắn có quen với Logan Lee không và bảo họ đang ở biệt thự. Sudante đến nơi thì nhìn thấy mẹ Seoa ép Logan Lee xuống bàn bida. Hắn không hề nghi ngờ bảo thuộc hạ đưa Logan Lee đi. Mẹ Seoa nói hình như Logan Lee biết được thông tin từ văn phòng bất động sản. Lấy chuyện này khiến Sudante lo lắng lộ sơ hở rồi đánh khớp hắn. Sudante đến nhà kho thẩm vấn Logan Lee rồi đánh anh một trận. Đánh xong mới phát hiện kẻ bị đánh lại là thuộc hạ của mình. Logan Lee đã sớm được cứu, thì ra bọn họ đã đổi tài xế. Khi Logan Lee bị bắt, Seoa báo tin cho thư ký của mình, bảo nhanh chóng đến cứu người. Sudante kể rằng mình bị Ayo lừa nên gọi video call cho cô. Cô giả vờ mới tắm xong, qua mắt được hắn rồi tắt điện thoại. Mẹ Seoa nói với Logan Lee, bây giờ cô phải tiếp tục sống với thân phận là Ayo. Trước khi cô kết thúc mọi chuyện một cách hoàn hảo thì không được để bất kỳ ai biết cô còn sống, kể cả mẹ Rona. Nhưng Logan Lee sợ cô bị nguy hiểm nên không muốn cô tiếp tục. Anh đã tự trách mình 2 năm qua vì đã không bảo vệ tốt cho cô. Đang nói thì điện thoại mẹ Seoa phát ra cảnh báo Sudante sắp về đến. Cô ngay lập tức đuổi Logan Lee đi. Tiễn Logan Lee đi xong, cô nghĩ cách ứng phó với Sudante. Cô đã mua mảnh đất của công ty nội thất với giá cao ngất ngưỡng là 50 tỷ. Mấy hôm nữa phải trả nốt số còn lại. Sudante phút chốc không thể có được số tiền lớn như vậy. Mẹ Seoa bảo hắn có thể lấy tiền từ chỗ Seo Jin. Sudante lại thấy Logan Lee mới chính là trở ngại khiến hắn rất khó lấy được mảnh đất, rồi bực mình đập vỡ cốc rồi bỏ đi. Mẹ Seoa nhặt những mảnh vỡ cốc thì vô tình phát hiện bên dưới thảm là một mật thất khác. Nhớ ra chìa khóa trong cuốn album, cô lấy ra mở cửa và từ từ đi xuống dưới. Mặt khác, Rona tỉnh lại trong một phòng bệnh bí mật. Cô gọi điện video call cho Sokhun và hẹn gặp. Biết được Rona còn sống, Sokhun kích động chạy đến chỗ hẹn âm trầm lấy Rona. Cô nói cho anh biết hung thủ thật sự hại mình là Sudante. Biết được bố mình chính là hung thủ, Sokhun căm hận và nói sẽ không bỏ qua chuyện này. Anh rời đi thì vô tình chạm mặt mẹ Seoa. Biết mẹ đã cứu Rona, xúc động vì cả Rona lẫn mẹ mình đều còn sống, anh ôm chầm lấy mẹ rồi bật khóc. Sudante muốn có tiền mua đất nên đến chỗ Seo Jin. Hắn lấy tính mạng của anh bên uy hiếp Seo Jin, bảo cô chia ra 50 tỷ. Hắn túm chặt lấy tóc cô rồi nói chiều mai hắn phải có được số tiền này rồi rời đi bằng nụ cười đắc chí. Sau lần gặp gỡ với Seo Jin, mẹ Rona và Logan Lee bàn bạc việc lợi dụng Seo Jin để đối phó với Sudante. Ngày mai mẹ Rona sẽ trao đổi mảnh đất mà Sudante muốn cho Agio. Mẹ Rona không hề biết Agio chính là mẹ Seoa nên cô không tin tưởng đối phương. Logan Lee liền bảo cô hãy yên tâm, còn về mảnh đất Sudante muốn có được thì anh đã có kế hoạch rồi. Lúc này mẹ Seoa và mẹ Rona ký hợp đồng mua bán đất. Mình thấy vẻ mặt đắc chí của mẹ Seoa, cô hỏi mẹ Seoa làm vậy có thấy ra rất lương tâm hay không. Mẹ Seoa liền trả lời lại rằng mẹ Rona chính là người đánh lén sau lưng người khác, cũng sẽ có lúc cô việc hiện tại và nhân phòng ở bên heo mê hoặc mà luôn mờ lý trí. Mẹ Rona thừa nhận ngày trước cô là từng như vậy nên giờ phải chịu trừng phạt và mất đi đứa con gái mà cô yêu nhất. Ayo lúc này là mẹ Seoa hỏi mẹ Rona rằng mẹ Seoa qua đời 2 năm trước có tranh cãi gì không. Mẹ Rona nhớ lại đối phương đã nói rằng đi đi, mau chạy đi. Mẹ Seoa đề nghị mẹ Rona hợp tác với cô cùng nhau lật đổ Sudante. Để mẹ Rona tin tưởng, mẹ Seoa lấy ra chiếc vòng chứng cứ quên bên đưa cho mẹ Rona rồi nói vì đều là mẹ nên dù thế nào cũng sẽ bảo vệ bọn trẻ, vì con người mẹ có thể không màng tất cả. Từ câu nói này, mẹ Rona nhận ra được người trước mặt mình chính là mẹ Seoa. Mẹ Seoa nhớ lại ngày Ayo qua đời, mẹ Seoa nhận được cuộc điện thoại nói rằng Sudante đang đánh đập bọn trẻ. Cô vội vàng chạy về nhà thì bị Ayo kéo đi. Ayo muốn thay mẹ Seoa cứu bọn trẻ và muốn rời khỏi Hàn Quốc trốn khỏi Sudante nên trước khi đi muốn nhìn thấy bọn trẻ lần cuối. Hai người đổi quần áo cho nhau. Trước khi chia tay, mẹ Seoa đưa cho cô vé máy bay đi Mỹ và nói sẽ có người tên Logan Lee ở đó đợi cô. Sau khi tới Mỹ sẽ chăm sóc cho cô. Mẹ Seoa lựa chọn việc ở lại vì không thể rời xa bọn trẻ. Sau đó Ayo đã chết trong tay của Sudante và bảo mẹ Rona chạy đi. Mẹ Seoa bắt đầu phản công Sudante, bán toàn bộ mảnh đất đứng tên mình cho mẹ Sunmi, vợ chồng nhà Lee và thầy giáo dạy nhạc và muốn mọi người phải trả bằng tiền mặt cho cô. Bác sĩ Nga ở trong tù cuối cùng cũng đã biết cô Nga chính là con ruột của mình. Khi chia tay bác sĩ Nga, mẹ Rona phát hiện mình đã có thai, nhưng lúc này bác sĩ Nga đã qua lại với Seo Jin. Mẹ Rona nhanh chóng kết hôn với người khác, người đàn ông đó đồng ý sự tồn tại của Rona. Tuy nhiên khi Rona càng lớn thì người đó lại càng không chấp nhận và ruồng bỏ mẹ con Rona. Rona vẫn luôn thiếu thốn tình thương của bố. Bác sĩ Nga nhớ lại ngày Rona khoác tay mình chụp ảnh, anh phát điên đập đầu vào thanh sắt vì không nhận ra con ruột của mình. Vì thuận lợi trong làm ăn, Sudante đang vui vẻ với sự nghiệp lớn của mình. Lúc này mẹ Rona đến nói với hắn Ayo bỗng dưng đã chấm dứt hợp đồng không mua đất của cô nữa. Khi Ayo lừa mình ở 50 tỷ chạy đi mất, hắn nổi nóng chạy đi tìm Ayo. Mẹ Rona và Seo Jin nhìn nhau đắc ý vì kế hoạch lần này rất hay. Mẹ Seoa bị khống chế và bị Sudante tát một cái, hỏi cô đã lấy 50 tỷ đi đâu nhưng cô nhất định không nói. Hắn lôi cô đi thì bị cô cắn vào tay rồi chạy
thoát bằng xe mô tô của Logan Lee. Với khả năng lái mô tô điêu luyện, Logan Lee lợi dụng tàu hỏa sắp tới rồi kích đuôi sự truy đuổi của đám người Rudente. Mẹ Sheila trách Logan Lee không nên đến cứu mình. Nếu Rudente biết đó là anh thì anh sẽ gặp nguy hiểm. Logan Lee nói để cô được an toàn thì anh có thể hy sinh tính mạng của mình cũng được. Mẹ Sheila nhận được tin nhắn của Rudente bảo cô 10 giờ tối nay thêm tiền đến nhà kho. Đúng 10 giờ tối mưa rơi nặng hạt. Mẹ Sheila đến nhà kho tìm kiếm bóng dáng của Rudente. Bỗng dưng một chiếc xe hơi lao tới đâm vào cô. Mẹ Sheila lấy thân phận Kayo báo cảnh sát nói rằng Rudente muốn giết mình. Đang định nói địa điểm thì bị người đàn ông mặc áo mưa giật lấy điện thoại, bỏ cô vào túi rồi mang đến lò đốt hỏa thiêu cô. Sau đó người đàn ông mặc áo mưa trở về penthouse đốt bỏ giày và quần áo vừa mặc. Hôm sau Rudente tỉnh lại từ cơn say thì bị cảnh sát ập đến bắt anh đi vì nghi ngờ giết Ayo. Seojin giả vờ hoảng hốt, cảnh sát hỏi Seojin tối qua Rudente ở đâu. Cô trả lời hắn uống rượu xong thì gọi điện thoại liên tục tìm Ayo. Cảnh sát tìm thấy áo mưa và giày bị đốt ở trong lò đốt, dấu giày dính bùn ở hành lang. Seojin nhìn Rudente bị đưa đi, cô mỉm cười đắc ý. Cảnh sát phát hiện được từ camera của cung điện Hera không ghi lại được cảnh Rudente ra ngoài. Tình nghi còn có một lối đi khác. Seojin giả vờ run rẩy rồi nói với cảnh sát về mật thất của Rudente. Cảnh sát thu thập được hũ tro cốt của Ayo trong mật thất. Rudente không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ Rona xuất hiện nói với cảnh sát rằng hôm trước cô đến tìm gặp Rudente, nói với hắn chuyện Ayo chấm dứt hợp đồng. Hắn phát điên muốn giết cô rồi đưa ra đoạn thu âm cho cảnh sát. Tập 11 kết thúc với hình ảnh cảnh sát lục lọi nơi ở của Ayo, phát hiện ra mật thất còn có Rona và mẹ Sheila bị nhốt ở trong phòng. Mẹ Sheila giả vờ như bị nhốt trong đó một thời gian dài, thì ra mọi người đã đồng tâm hợp lực cùng nhau lật đổ Rudente và cũng khiến mẹ Sheila không còn phải đóng giả là Ayo nữa. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Fast TV Review Phim để nhận được nhiều video review phim hay và hấp dẫn khác các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.